Sau khi tổng hợp này thì cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là cầu thủ số 22 của đội tuyển Nam Sách với chân sút từ lực là sao bàn. Và cầu thủ 4 xuất sắc nhất trở lại đó là thủ 4 của đội Chi Linh, số 1 Hoàng Vũ. Xin mời anh. Vâng, theo tổng hợp của ban tổ chức thì cái giải CGB vô địch là tranh giải 3-4 giữa Kinh Môn và Thương Điển, tỷ số là 4-2 nghiêng về Kinh Môn. Trận tranh nhất nhì giữa Nam Sách và Hải Dương, tỷ số là 4-3 nghiêng về đội Nam Sách. Giải CGA tranh giải 3-4 giữa Chi Linh và thành phố Hải Dương, tỷ số là 5-3 nghiêng về đội Chi Linh. Giải tranh nhất nhì giữa Cẩm Giang và Kim Thành, trong hiệp đấu chính thì hai đội có tỷ số 2-2 và penalty thì đội Cẩm Giang thắng với tỷ số 3-2. Xin mời hai cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thủ môn xuất sắc và còn cầu thủ xuất sắc ghi bàn nhiều nhất đến để ban tổ chức thành lại. Vâng, tổng giải thưởng dành cho hai cầu thủ là dưới 1 tỷ đồng. Thì anh em vỗ tay chúc mừng hai cầu thủ. Thủ môn rồi. Và bán truyền thống độc quyền quyết liệt như để cho hai cầu thủ được live stream nhiều hơn. Xin mời đồng chí Quang Đức, cựu chiến binh của đội tuyển Cẩm Giang đã lên trao giải cho hai cầu thủ. Lại con thủ cầu thủ mai về cứ thêm một bắt nhá. Quay đây, đẹp trai mai đây được vợ. Pin. Đá phải trao cho thêm cái giải đâu, quả bóng để. Kéo dây, kéo dây. Từ từ nhá. Na nhớ, anh nhỉ. Vâng, tiếp theo xin mời hai đội được giải phong cách. Đấy là đội IT thành phố Hải Dương và đội Thanh Điển. Xin mời hai em. Xin mời đội IT Thanh Điển lên ạ. Xin mời đại diện của đội Thanh Điển xin mời chủ tịch của Thiên Linh đến trao giải thưởng cho đội. Vâng, đây em ơi. Nhìn đây kìa. Nào, nhìn đây nhá. 1 2 3 đội thành phố Hải Dương ơi, chuẩn bị nhá. Rồi. Và xin mời đội đội trưởng của đội thành phố Hải Dương lên. Thành phố Hải Dương và đội trên đội tặng hoa cho chồng. Xin mời chủ tịch Tây Kinh Phạm Đức Chính lên tặng hoa với lại là công lưu nhận ra là tôi là ai đi thành phố. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất
tổng giải thưởng nhá, hơn 1 tỷ anh một, em nhá. Vâng, tiếp theo xin mời đội giải ba của CGB đội tuyển Kinh Môn. Xin mời anh em đội bóng lên hiện tại lên cao đồ nhá, đây là có huy chương nên bắt buộc phải cao đồ. Xin mời đồng chí là anh em ơi, Mr. Tuyên, Mr. Vương, vâng, hai nhà tay cờ lớn của giải lên cao giải cho đội tuyển. Xin mời hai anh ạ, hai anh nhạc trai, một anh đeo kính, một anh không kính. Ôi trời ơi, bỏ cái áo xuống ra. Vâng. Vâng, để cho nó kịp thời gian thì xin mời đội chi lính chuẩn bị nhá. Đề nghị ban tổ chức sắp xếp người bố trí để cho kịp tiến độ. Quá cái bánh vào cơ. À, nhìn đây nhá, à, nhìn đây nhá. Một, hai, cả nhà mình dưỡng viên nhá, cả nhà mình dưỡng viên rồi. Rồi cả nhà mình ơi. Đây ạ, cả nhà mình kính thưa, nhìn em ạ. Rồi ạ. Vâng, xin mời tiếp theo đội tuyển là FC Chi Linh. Vâng, FC Chi Linh giải ba của CDA nhé. Xin mời anh quản trọng Linh và anh Mr. Tuấn lên cao giải cho anh. Yêu ơi. Xin mời đội Hải Dương chuẩn bị nhá, là đội được giải nhì của CDB. Em ơi, cả nhà nó chụp kiểu ảnh ấy, không em với tôi nhá. Anh em nhìn chụp ấy. Đây rồi, đây rồi. Nào, nhìn đây à. Đây, đây, đây. Cả nhà mình hàng đứng hàng ngồi rồi em ạ. Rồi, cả nhà mình nhìn em với tôi là... Nhưng mà tất cả các em khác vào lên chụp một kiểu, từ từ. Rồi.
chụp xong rồi cho tất cả anh em Chilling chụp một kiểu á. Xong rồi, xong rồi. Tất cả anh em Chilling chụp kiểu. Nhà chưa nghe em ơi. Tất cả Chilling chụp ảnh. Đây là tất cả anh em Chilling chụp kiểu. Mobile này. Đâu có anh em vào không? Rồi bạn này xin mời FC Hải Dương. Và xin mời chủ tịch Kim Thanh với lại chủ tịch Cẩm Giang lên sau lại. Vỗ tay, vỗ tay. Vâng, mời người cho trao đổi chủ trên binh một phát vỗ tay cho rực rỡ nào. Chủ tịch Cẩm Giang với chủ tịch Kim Thanh luôn ạ. Có đi kiểu chụp luôn ạ. Người chỉ quan trọng nhất người ta đến tình nhiên. Chụp cả những cái mà người ta đeo nữa thì xin mời đội FC Kim Thanh chuẩn bị nhá. Là đội Á quân của Serie A. Hai người nữa ngồi em ạ. Rồi, đang nhìn em cười tươi ạ. Cười tươi, cười tươi ạ. Rồi ạ. Vâng, xin mời em FC Kim Thanh ạ. Anh em Kim Thanh phần trước lên nào. Và bà xin mời chủ tịch câu lạc bộ của FC Chi Linh lên trao giải. Tiêu ơi, nhà mình đứng một hàng, ngồi một hàng thôi ạ. Đứng một hàng, ngồi một hàng. Xin mời đội tuyển FC Nam Thạch là đội đương kim vô địch của CDB. Chuẩn bị nhá. Nhà mình cây tươi nào. Rồi ạ. Và anh em ơi, làm tràng pháo tay để chúc mừng nhà vô địch CDB đội tuyển FC Nam Thạch. Vâng, để tăng phân lão trọng xin mời bác Phan Thiên Dũng
Để bắt Phan Thiên Dũng đã trao giải cho FC Nam Sài. Vâng, tổng giải thưởng là hơn 1 tỷ, bao gồm cúp tiền hoa và được ngủ bây giờ một thí, liên thi 1 tháng. Và sau khi ban tổ chức quyết định là dành cho đội CDB giải nhất CDB, một chương trình tri ân đặc biệt là ngủ bây giờ miễn phí 1 tháng nha. Đây 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 đây. Chị B vào, chị B vào. Phải nói là nhìn những gương mặt âu vang này tùng hoành tráng rực rỡ, vâng, rất đẹp trai. Và áo của Brazil. Vâng, rất tuyệt vời. Dạ. Mời mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng đội tuyển FC Nam Sài. Em đứng hàng ngồi đi ạ. Ít nhiều lắm, hai hàng riêng biệt. Đúng kiểu thôi. Từ 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 đâu ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Chúc mừng tất cả các cầu thủ FC IT Nam Sách đã giành chức vô địch CDB. Và tiếp theo là một giải đặc biệt nữa. Đấy là chức vô địch CDA. Xin mời tất cả cầu thủ FC Cầm Giang. Vâng, xin mời anh Phạm Đăng Dương, chủ tịch hội IT tỉnh Hải Dương. Tí ấy, còn chú em này. Bác Phan Thiên Dũng. Mày ảnh tí hôm lên nhanh không? Và trưởng ban tổ chức lên ra trao giải cho đội vô địch CDA. Mình chúc cho anh em chân cả già tí nhá. Người đang làm chủ tịch. Vâng, đội vô địch CDA được nhận phần quà rất là lớn, bao gồm dưới 10 tỷ, một cúp vàng, huy chương bạc và huy chương vàng và một lãng hoa tươi thắm. Xin mời ban tổ chức và theo như đề nghị của anh em cổ động viên cũng cho đội FC Cầm Giang được ngủ với vở miễn phí 3 tháng. Ủa bây giờ chưa có thấy gì nữa. Còn là được miễn phí mới ở 3 tháng. Còn là sau 3 tháng thì đi hàng xóm sẽ được miễn phí nha. Có một điều rất đặc biệt với lại FCIT Cầm Giang, cầu thủ đã chính nhận huy chương thì buồn, cầu thủ không được ăn nhận huy chương rất vui. Anh em ơi, nhà mình hàng đứng hàng ngồi đi ạ.
Vâng, giải đấu đã diễn ra hết sức là hấp dẫn và thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các anh em đồng viên cùng các vận động viên cùng toàn thể các anh em ban tổ chức và khán giả đã cổ vũ nhiệt tình diễn ra tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thôi ạ. Ban tổ chức thông báo sau đây xin mời tất cả các cầu thủ cùng ban tổ chức các nhà tài trợ chúng ta hãy ra tập trung ra nhà hàng Âu Cơ để tiếp tục chương trình gala của đêm nay. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there.